càng ngày ấy, thì cái mọi thứ đều thay đổi. Không ai có thể sống bình yên bằng việc là sở những kiến thức mà học trong trường đại học hoặc là những năm đầu của sự nghiệp cả. Một người doanh nhân chỉ phải fix những vấn đề của một nhóm người, làm thế nào để thật sự gần với nhau. Nói vào cái khác đi, internet đã cho mình một cơ hội như vậy, nhưng mình thấy là thật sự may mắn là mình là một người ở Việt Nam, mình có những đồng đội xung quanh và những cái người, một cái môi trường khởi nghiệp khá là dễ chịu, và nó giúp cho mình là khi mình kết nối ra toàn cầu nào, anh có những giá trị độc đáo riêng. Thực ra thì biết global hay biết local thì nó không phải là cái nào hoành tráng thế nào cả. Quan trọng với mình thì quan trọng là cái vấn đề bạn đang giải nó thật sự impactful đến đâu. Thì mình thật sự là mình đã đau đáu và mình muốn giải một vấn đề lần này, mình muốn giải một vấn đề mang tính toàn cầu. Chào mừng các bạn đã đến với tập tiếp theo của series podcast Behind the Sea, một series hợp tác bởi Spyroom và Arisino nhằm đem đến những câu chuyện người thật việc thật của các doanh nhân Việt Nam. Hôm nay thì tôi có ở đây một khách mời là một người Anh, đó là anh Ngô Xuân Huy, cũng là người sáng lập của Money Lover và rất nhiều các startup khác. Trước khi mình bắt đầu thì em không biết là anh Huy có thể chia sẻ thêm một chút về hành trình của mình hoặc là về bản thân mình cho các bạn khán thính giả được biết được không ạ? Chào Việt Anh, chào khán giả của Spyroom. Thì mình là Huy, thì mình là, chắc là như anh thì mình là một doanh nhân trên ngành Internet. Vâng. Về cơ bản thì mình cũng có may mắn là mình có join được khoảng 3 cái giai đoạn của thành hình của Internet Việt Nam trước đến giờ, và cũng gắn với 3 cái cột mốc về cái cuộc đời khởi nghiệp của mình. Và mình bắt đầu từ thời Internet đầu tiên, và bắt đầu vào những cái làm forum, làm trang tin của Internet đầu tiên của Việt Nam. Mình có gia nhập vào một startup cũng khá là một cái thành công, đó là Money Lover, là bùng nổ của một cái thời kỳ về mặt mobile, một smartphone ở Việt Nam. Và mình đang theo đuổi một cái hành trình mới về một startup mới về trong cái ngành về xử lý thông tin cũng như là về AI thế hệ mới, ứng dụng AI thế hệ mới. Câu này câu em rất hay hỏi tất cả các khách mời của Behind the Sea, đấy là cái câu chuyện khởi nghiệp thì nó thường gắn với hình ảnh của chiếc gara, ví dụ khởi nghiệp từ gara của gia đình. Thì không biết là em tò mò hỏi là cái gara của anh, nếu mà nó có thì ngày xưa nó là như nào? Đầu tiên nó là một cái gác xép của nhà mình. Mình có một cái ngôi nhà của bố mẹ mình ở giống nhà phố cổ. Nó khá là nhỏ. Vâng. Và mình học lập trình cũng như là những cái dòng code đầu tiên của startup của mình để thường ở trên cái gác xép đấy. Nó rơi khoảng 3 mét vuông. Và ban đầu nó là một mình anh? Đúng rồi. Mình thì mình cũng có background là một engineer, cho nên mình thường thì mình hay thử nghiệm trước là một cái giải pháp nào đó mà mình có một MVP ở đó, mình thì thường sẽ tự code. 3 mét vuông thì thực sự là chắc là chỉ có mình để mỗi cái bàn và đúng cái bộ máy tính để mình ngồi triển khai. Khi anh tiếp cận với cái câu chuyện khởi nghiệp hay làm những cái sản phẩm này ấy, thì so với hồi đó với bây giờ anh nghĩ là mọi thứ nó có cái cảm xúc hay là cái hành trình của mình nó khác nhau nhiều không anh? Thực ra cái từ khởi nghiệp cũng là một từ mới với mình. Vâng. Thực ra ngày xưa cái thời khi mình bắt đầu nó cũng không gọi nó là khởi nghiệp. Mình chỉ biết rằng là mình đang làm trong ngành Internet. Mình ngày xưa tức là mọi người xung quanh mình thì gọi mình gọi là MMO, tức là Make Money Online. Tức là thực ra cái đây khoảng 10-15 năm khi mình làm thì mọi người xung quanh mình gọi nó là MMO. Sau đó bằng một chút nào đó phong trào về khởi nghiệp lên ngôi thì cái công việc của mình và dần dần nó được định hình rõ ràng hơn. Cái công việc, cái hệ sinh thái cho startup nó cũng rõ ràng hơn, thì mình dần dần nó là có từ startup và khởi nghiệp. Em thấy là trong cái hành trình của anh thì Money Lover nó là một cái em có thể coi là rất là thành công, thì không biết là em tò mò về câu chuyện hình thành và phát triển của nó, không biết anh có thể chia sẻ thêm về Money Lover được không ạ? Về cơ bản Money Lover thì như mình nói thì thực ra thường thì mình không plan trước mọi thứ, và mình không thật sự là nghĩ rằng là cái Money Lover nó thành thành công và có rất nhiều người sử dụng nó và tôi thường xuyên nó đến bây giờ. Hiện tại Money Lover đã có 13 năm trưởng thành. Thì về cơ bản Money Lover nó xảy ra trên một bài toán đầu tiên là mình một cái buổi về Tết âm chẳng hạn, thì mình có một quãng nghỉ khá là dài và mình thật sự mình muốn làm một cái gì đó. Đầu tiên là mình đang có một cái sắc hồ về mặt tiền bạc, và mình có một số cái doanh nghiệp nhỏ nhỏ, rất nhỏ thôi, từ việc là mình làm forum các kiểu, cộng với việc là mình đang đi học thì mình có rất nhiều cái vấn đề về mặt là quản lý tiền bạc, và mình luôn luôn cần rất khó về vấn đề ghi chép nó. Là mình nghĩ rằng là mình có một cái điện thoại, mình thử tạo một cái gì đó trên về được không, và mình tự code, và có thể code nó là dự án kiểu hobby thôi cho cá nhân mình.
Và sau đó mình nhận ra rằng là các giải pháp mà mình muốn tham khảo trên cái thị trường ấy, thì nó đều có một số vấn đề. Và nó là một cái app nó được thiết kế nó quá chuyên nghiệp dành cho một số nhóm khách hàng mà thật sự họ đã quá hiểu về mặt quản lý tài chính. Nó rất chuyên nghiệp, nó khiến cho những người mà mới gia nhập như mình rất khó để mà bắt đầu, rất khó để nhập liệu. Và có một cái may mắn mình nhận thấy rằng là các cái ứng dụng đấy đều là nó là tên tuổi rất nổi tiếng, họ có những khách hàng rất trung thành từ trước rồi, từ trước cái nền tảng trên desktop, trên website. Và khi mà họ mang sang những cái app mobile ấy, họ phải mang tất cả những tính năng đấy sang một cái ứng dụng rất bé trên mạng trên đoạn đấy. Đấy là cái mình phát hiện ra ấy. Các đối thủ nổi tiếng thì đều họ có những cái legacy rất to về mặt khách hàng, về mặt trải nghiệm người dùng. Họ không thể chấp trừ bỏ được. Trong khi một ứng dụng là biết mới hoàn toàn như mà vừa chẳng hạn, thì mình không bị một cái rào cản gì cả, mình không bị đóng khuôn trong việc là một cái ứng dụng quản lý tài chính của nó phải như thế này, phải như thế kia. Mình không phải theo chuẩn một kế toán. Đấy là một lợi thế. Không ai hiểu các cái khoản mà đấy nó phải như thế này cả. Không có một định nghĩa rõ ràng về mặt quản lý tài chính cá nhân cho một người dùng cuối phải như thế nào. Thì mình thấy rằng là mình phát hiện ra một khi bắt đầu ghi bài báo nó mà lại ra một vấn đề thị trường là tất cả các ứng dụng đều quá quá rất sức chuyên nghiệp. Có quá nhiều thứ thực phải học. Trong khi mà khách hàng thì cần một nó chỉ cần một cái thứ thật sự đơn giản. Thì không có một ứng dụng nào thật sự là quan tâm đến việc đấy cả. Và đấy là một cái kẽ hở mà mình thật sự mình đào sâu sau là một ứng dụng luôn luôn được xây dựng theo việc là đơn giản hóa việc quản lý tài chính, giúp cho mọi người. Và bằng một cái đấy nữa, một cái insight mình nhận ra ấy, tất cả ứng dụng đấy đều là các nước đã phát triển, họ xây dựng, họ rất hiểu về khách hàng của khách hàng bậc cao, họ được quản lý tài chính từ nhỏ, họ tiêu bằng cashless, họ tiêu bằng thẻ rất là nhiều, họ có tài khoản ngân hàng từ rất sớm. Còn các đất nước mà đang phát triển hoặc là phát triển một phần, họ có những giải pháp, họ cần giải pháp mang tính tổng thể hơn, có thể là quản lý bằng tiền mặt. Và họ cần những khái niệm cực kỳ đơn giản hơn thay vì những khái niệm quá chuyên về finance. Và đấy là một cái thị trường. Và dần dần mọi người, sau khi mà cái insight đấy ra, một cái sản phẩm mình ra, mình được đón nhận trên rất các thị trường. Và mình trở thành một ứng dụng mà nó có khả năng phục vụ được cái nhu cầu của một cái nhóm khách hàng mà họ trong quá trình bắt đầu ra đời, bắt đầu nó vì mình thấy là insight của mình là mình bắt đầu ra đời, bắt đầu am hiểu cần sự am hiểu tài chính cao hơn. Đấy là cái thị trường mà bạn đang hướng tới. Có hơn chục triệu người dùng thường xuyên. Và hiện tại Manover đã vừa kỷ niệm năm thứ 13. Ban đầu là có một mình anh đúng không ạ? À, đúng rồi. Vâng. Đội ngũ sau đó thì có phát triển lên nhiều không và có những cái câu chuyện thăng trầm gì xung quanh đó không ạ? Thì thực ra tại vì Manover thì thực ra nó là một định, cái này nó sẽ không hay lắm vì Manover là một doanh nghiệp khá là ổn định. Bọn mình có một cái core team đồng hành từ rất sớm và anh em rất là tâm huyết với cái ứng dụng này. Và trong quá trình trưởng thành của Manover thì bọn mình có những cái cột mốc, có những cái nhân viên, có những thời điểm của mình có trên 50 nhân viên, có những thời điểm xuống hơn, nhưng mà cơ bản mà nói thì core team của mình luôn đồng hành với nhau từ ngày đầu đến giờ. Thế thì câu chuyện mà về những cái đội ngũ ở trong startup ấy thì em nghĩ nó là một phần rất là quan trọng. Thì anh có thể chia sẻ một chút về những cái khó khăn trong câu chuyện kiểu thành lập đội ngũ hoặc là những cái trải nghiệm mà mình có được từ câu chuyện xây dựng đội ngũ cho startup không ạ? Thực ra thì nó là một vấn đề rất là to, tại vì thực ra mà nói khởi sự một cái mô hình kinh doanh nào thì cuối cùng một vấn đề khó khăn nhất của một doanh nghiệp luôn là vấn đề con người. Vâng. Là làm sao để có những người đồng hành phù hợp với mình, làm sao để có việc là những đội ngũ đấy có thể đi cùng mình trong mọi giai đoạn up and down và sự phát triển của một tổ chức. Nó sẽ rất khó khăn, có những người hợp với mình trong một giai đoạn, có những người hợp với mình ở đoạn step tiếp theo, thì làm thế nào để mình dung hòa những lợi ích đấy và làm sao để mình thúc đẩy được cái đội ngũ mình cùng phát triển. Thì đấy luôn là một vấn đề lớn. Thì mình may mắn là với Manover thì thật sự nó là may mắn là mình tìm được các bạn đồng hành với mình, cùng một cái state giống mình và cùng trải qua và phát triển bản thân. Anh mình nghĩ là thật sự là với Manover nó là sự may mắn khi mình tập hợp được những cái con người mà thật sự họ tâm huyết và muốn giải quyết vấn đề và cùng nhận thức được là cần phải phát triển bản thân để thật sự là adapt được với bài toán của thị trường và từng giai đoạn của một doanh nghiệp. Vậy thì trong cả một cái quá trình khởi nghiệp đấy, em tạm gọi nó như là một cái chuyến roller coaster cứ đi lên đi xuống đấy,
thì không biết là có những cái khoảnh khắc nào mà anh cảm thấy như là nó là thấp nhất của mình không? Thực ra cũng khá là nhiều. Có những giai đoạn mà bản thân mình là người đứng đầu chẳng hạn, mình cũng có nhiều giới hạn về mặt năng lực cũng như là trải nghiệm. Có những thời điểm mà vừa là mình cảm thấy mình phải gánh vác một đội ngũ khá là lớn và có phải thậm chí rất nhiều người hơn tuổi mình, và mình là một người mà chưa từng trải nghiệm các môi trường chuyên nghiệp và mình phải định hướng doanh nghiệp và định hướng các bạn ở trong tương lai. Thì đấy là một cái mình cũng như lúc mình cảm thấy là mình bị burnout, mình bị overload vì cái kỳ vọng được gánh trên vai và mình mệt vào cái đấy. Tức là có những thời điểm mình thật sự là mình muốn nghỉ ngơi và thật sự là muốn buông hết mọi thứ, nhưng mà sau đó thì mình vượt qua bằng nhiều phép màu đó, đó là mình cũng không thể là buông bỏ được, hoặc là rất nhiều thứ nó không kéo mình bằng đủ mọi cả từ bên trong bên ngoài, đúng không, làm sao mình vượt qua được, anh em mình giúp mình là làm sao được việc đấy thì nó cũng vượt qua. Nói chung là cái giai đoạn Manver chẳng hạn, mình sau khi đó là Manver ấy, mình cảm thấy rằng là thực sự mình là một người, sau khi mà nói chung là một cái giai đoạn về cuộc đời tiếp theo chẳng hạn, mình nhận thấy là ngày trước mình quá may mắn khi mà mình có những người đồng hành rất phù hợp, mình có một cái thị trường rất là thú vị, mình có một cái bài toán kinh doanh cũng rất là hay. Khi mà mình trưởng thành hơn chẳng hạn, mình mới nhận ra là những ngày trước thực ra nó là may mắn, chứ nó thực ra mình chưa đủ để có khả năng mà năng lực handle cả. Thế là những người đồng nghiệp mình, những người co-founder của mình thực sự là rất là đồng hành với mình để thực sự là vượt qua những cái đoạn khó khăn của mình và con người của mình. Em rất là chia sẻ cái quan điểm này vì thực ra hành trình làm Spy Room của em cũng vậy. Tức là khi mà em quay trở lại, em nghĩ càng về sau càng nghĩ là đúng cái khoảnh khắc đấy có thể là mình quá may mắn ở một cái khía cạnh nhỏ nào đấy. Tức là đôi khi khía cạnh đấy chỉ cần thay đổi một chút thôi. Ví dụ mình không gặp đúng cái người đấy, không đồng hành cùng với chính cái người đấy, thì có khi bây giờ ngã rẽ nó rất là khác và có thể là mình cũng chẳng đạt được những gì mình đang đạt được như bây giờ. Nên đôi khi ví dụ như là em cảm thấy là nhiều khi mình thành công chẳng hạn, có nhiều người thành công thì sẽ hơi là có cho rằng là ví dụ nhờ năng lực nhờ khả năng, nhưng mà đối với em thì càng ngày em càng nhận thấy là nếu mà mình đến một mức độ nào đó thì mình sẽ nhận thấy là cái sự may mắn của mình giúp cho mình đi đến đấy là rất lớn. Em nghĩ là có một đặc điểm mà em cảm thấy rất là khâm phục anh Huy và đội ngũ của mình, đấy là bọn anh luôn luôn làm những sản phẩm và hướng ra thế giới và có những cái thành công ở thế giới. Em nghĩ là bước ra thế giới, em tạm gọi keyword đấy là bước ra thế giới, nó như kiểu một nó có thể được coi là một cái ước mơ của rất nhiều thế hệ doanh nhân, không chỉ ở Việt Nam, nhưng mà mình cứ tạm gói gọn ở Việt Nam trước. Vậy thì là một người mà đã có rất là nhiều cái kinh nghiệm này, gọi là kinh nghiệm, cái trải nghiệm ở một cái thị trường nó rộng lớn hơn Việt Nam rất là nhiều, thì em không biết là anh Huy có cảm thấy rằng là cái thế giới ngoài kia nó có thực sự khốc liệt, nó có thực sự đáng sợ như rất nhiều người, như em chẳng hạn đang nhìn nhận nó không? Thực ra thì mình thì khá là không hiểu lắm từ Go Global lắm, tại vì mình chưa xây dựng một business mà gọi là Go to Global cả bao giờ cả. Mà thường thì mình hay nói là thực ra thì mình quan tâm nhất là cái vấn đề của khách hàng. Tức là nếu thật sự, tức là mình vấn đề là nếu cái vấn đề bạn đang giải nó ở phạm vi toàn cầu thì nó sẽ bạn có thị trường toàn cầu. Nếu vấn đề của bạn thì là vấn đề local thì bạn là business local. Thực ra thì biết global hay biết local thì nó không phải là cái nào nó hoành tráng thế nào cả. Vâng. Quan trọng với mình thì quan trọng là cái vấn đề bạn đang giải nó thật sự impactful đến đâu. Để thật sự mà nó có thật ảnh hưởng đến bao nhiêu người và ảnh hưởng đến chiều sâu thế nào thôi. Thường như mình chẳng hạn thì thực ra mình vẫn nói đấy, thực ra mình cũng chưa go global. Thực ra mình vẫn đi trong việc là mình tạo các image trên internet thôi. Với mình thì cái boundary của mình là internet. Tức là những cái sản phẩm của mình lấy ra thì đều các bạn là user của mình đều là trên vương quốc internet, họ tiếp cận với mình và mình giải các vấn đề trên internet mà họ gặp. Thật ra với mình thì cái khái niệm global là một khái niệm mình chưa từng trải qua. Mình đã xây dựng trên việc là cùng một vấn đề các bạn user đấy trên một góc nhìn nào đó, nó cùng một cái chiều, một dimension nào đó, họ cùng trên internet, họ cùng một vấn đề và tôi thật sự am hiểu cái vấn đề đấy và tôi giúp cho họ giải quyết vấn đề đấy trên internet. Em nghĩ đấy là một quan điểm rất hay ạ. Tức là mình không phân biệt giữa câu chuyện là global hay local gì, mà mình chỉ nhìn tất cả như là, tức là user, tất cả mọi người, thì mình sẽ nhìn họ dưới một góc nhìn ví dụ như là người dùng internet và có một cái vấn đề nhất định. Và khi mình tập trung vào giải quyết vấn đề đấy thì câu chuyện
biên giới này, câu chuyện cách làm nó sẽ được giải quyết. Mặc dù mình có thể hiểu như vậy đi, nhưng mà em nghĩ chắc chắn là user trên internet chẳng hạn như ở Việt Nam chẳng hạn thì sẽ khác với user ở Mỹ đi, hoặc là ở châu Âu chẳng hạn. Như vậy thì có một cách thức nào đấy mình cần phải trau dồi, tìm hiểu để mình có thể làm tốt ở nhiều thị trường khác nhau không ạ? Thực ra thì cách của mình luôn luôn xây dựng là làm thế nào, lớn nhất là làm thế nào để thật sự tôi gần được khách hàng của tôi. Đây là cái câu khẩu quyết của mình. Bằng mọi phương pháp, nhất là bây giờ với thời đại của mình, nghĩ rằng là cái việc là biên giới hay là cái việc là liên lạc nó không còn là một vấn đề và khó khăn nữa. Thật sự làm thế nào để mình thật sự am hiểu được khách hàng, mình thật sự là gần được khách hàng. Nhưng cách của mình, các cái ví dụ của mình đưa ra chẳng hạn, mình luôn là người sẽ luôn luôn là người tương tác với khách hàng trực tiếp. Mình làm sao để mình xây dựng được cái cộng đồng xung quanh được đấy, là mình thật sự mình hiểu sâu hơn và mình có thời gian ở cạnh khách hàng nhiều hơn, được giao tiếp với khách hàng sớm hơn. Thì đấy, tất cả những mọi trong các idea của mình đều luôn luôn xây dựng trên một cái năng lực như vậy. Làm sao tôi thiết lập một cái công ty của tôi gần nhất khách hàng. Làm sao để tôi trước khi mà tôi thậm chí trước khi tôi làm, tôi biết là tôi có quyền nói chuyện với khách hàng, tôi có thể gọi khách hàng. Thậm chí tôi tâm tình với khách hàng, từng những cái nỗi đau của họ để thực sự tôi hiểu sâu hơn. Vì một phần nữa là mình phải trở thành một cái người như vậy. Tức là mình phải đồng hành và mình empathy được khách hàng. Tức là khách hàng dùng cái gì mình cũng phải dùng như thế. Để thật sự để mình hiểu hơn. Từ dưới thì mình đồng cảm rồi, bắt đầu cái giải pháp của mình nó sẽ trôi chiều sâu hơn. Thì cái vấn đề lớn nhất của mình là làm thế nào để thật sự gần với nhau. Nói vào khoảnh khắc đi, internet cho mình một cơ hội như vậy. Các business offline thì có thể mình sẽ chưa có kinh nghiệm, nhưng mà trên online chẳng hạn thì với mình là chỉ có cách là thật sự mình làm nói chuyện với khách hàng hàng ngày. Và internet cho mình cơ hội về đây. Vâng. Tức là anh sẽ nói chuyện và thu thập những cái kiến thức, những cái ý kiến từ khách hàng để liên tục cải tiến, để hiểu được rõ hơn vấn đề của họ. Trên không gian internet đi, thì em nghĩ có một điểm nữa rất là quan trọng, đấy là câu chuyện về dữ liệu. Tức là giống như anh em startup mà làm phần mềm thì hay có câu là data driven decision making, tức là quyết định dựa trên dữ liệu. Thế thì không biết là trong trường hợp của anh thì anh nghĩ thế nào về cái này? Mình nghĩ rằng là cái data driven nó là một cái tuyên ngôn khá hay, một manifesto khá hay. Tuy nhiên nó không sẽ không hợp lý trong một môi trường mà cần làm những thứ mới và ra quyết định nhanh như một môi trường startup. Quan điểm của mình là làm thế nào để mình feel fast và mình có thể có một cái insight thật nhanh chứ không phải bằng insight thật nhanh chứ không phải là câu chuyện là data. Thì thực nhiều khi data nó thể hiện đấy, thì với một cái tập mẫu đủ bé hoặc là những cái thứ mà nó là theo thông lệ thì dẫn tới là có thể mình nghĩ đến việc là mình sẽ không nhìn ra được insight mới. Đâm ra với mình thì là data inform mới là quan trọng. Tức là tôi tôn trọng data, nhưng tôi tôn trọng cả những cái quan điểm mà cái từ sen của tôi đến từ những cái nhận định của tôi, để thật sự là tôi có những cách nào đó để tôi violate cái đấy nhanh hơn, chứ không phải là tôi tin hết vào data. Tại vì data của startup nó không đủ mang tính là phổ quát, cũng như là có thể nó bị bias bởi những cái giải pháp mang tính xưa cũ mà cái thị trường này nó đã được hình thành rất lâu rồi tạo ra. Nhưng mà đến cuối cùng thì em nhận thấy là dữ liệu của mình không bao giờ đủ, và nó không bao giờ đủ, một và thứ hai là nó không bao giờ đủ sạch. Mình sẽ luôn luôn cái tập dữ liệu của mình nó không giúp cho mình tốt như thế, mà đôi khi em lại thấy điều ngược lại cơ. Tức là có nhiều người em gặp thì nhiều khi là bị hơi lậm vào dữ liệu quá, đâm ra là từ một cái maybe là một cái data set nó tương đối bé, nhưng mà người ta lại suy luận ra những thứ quá quá là nhiều, và tự nhiên mình bị sợ, hoặc là tự nhiên mình đưa ra những cái quyết định mà trên thực tế là nó chưa chắc đã đem lại lợi ích. Không biết là cái trường hợp đấy anh có nghĩ thế nào về quan điểm đấy của em, bởi vì đấy là một cái mà em cảm thấy như là em có quan sát được, nhưng mà em chưa có một cái gì để gọi là với mình thì phải phân loại ra là có cái quyết định đấy là quyết định theo là cái gì, có quyết định có phải có mang tính chết người hay không, quyết định đấy có gần gấp hay không, quyết định đấy to hay bé, quyết định đấy và cái khả năng khi mình ra quyết định đấy có khả năng thu hồi được không. Thì từng cái step khác nhau thì mình mới có những cái phương pháp tiếp cận khác nhau. Chẳng hạn có rất đa số các quyết định trong hàng ngày thực ra nó không urgent hoặc là nó không quá quan trọng. Còn những quyết định quan trọng mà thực sự là ảnh hưởng đến gọi sống chết của công ty thì với mình là nên quyết định cách là các phương pháp, ví dụ như là first principle, second thinking, các kiểu, thật sự là mình nghiêm túc mình write down được xuống để mình ra quyết định. Còn những cái quyết định mang tính là có khả năng cần nhanh, có tính chất nó nhanh mà khả năng có thể thu hồi được, thì mình khuyến khích các bạn đội ngũ của mình ra quyết định hoặc là làm thế nào đó để mình có một cái gọi là căn cứ, là mình có một logic để ra quyết định, chứ không phải là bắt buộc phải có data. Với mình là một trong những cái evidence để thật sự làm,
có rất nhiều experience khác, đó là, thậm chí rằng là bằng việc lý tính. Vì bản chất khi mà tôi thật sự tôi nói chuyện với khách hàng thì tôi sẽ có một cái sense ra ra, cái sense rất là quan trọng. Đấy cũng là một cái evidence mà thực sự nó không được thành hình, nhưng mà thực sự nó rất quan trọng. Thì đây là mình phải phân loại quyết định nào, quyết định có thực sự ảnh hưởng đến sống còn hay không, hay quyết định đấy là quyết định có khả, nhiều khi rằng là tôi làm được đấy còn nhanh hơn là thực ra là để đi phân tích. Thì đấy là các quyết định này mình phải phân loại ra từng cái loại một, mình có những cái phương pháp tiếp cận phù hợp. Vâng, em thấy là anh, cái kinh nghiệm của anh chủ yếu là nó sẽ rất là mạnh ở phần mềm đúng không ạ, phần mềm nói chung. Vậy thì em thấy là có vẻ như ở gần đây thì có một cái mọi người cũng hay trao đổi thảo luận, và mọi người thấy em thấy có một luồng quan điểm là cái khả năng về phần mềm, cái kỹ năng về phần mềm của người Việt Nam và của các doanh nghiệp Việt Nam là không hề thua kém so với thế giới, mà hoàn toàn mình có thể sử dụng phần mềm như một cách để mình thu hẹp cái khoảng cách về thế giới. Không biết là anh nghĩ thế nào về quan điểm này? Nó vừa đúng vừa sai, thế còn nó về vấn đề là mình làm phần mềm cho ngành gì hoặc là cho ở scale nào. Ví dụ như là khoa học vũ trụ ở Việt Nam chẳng hạn thì rõ ràng là các bạn làm phần mềm cho tên lửa chẳng hạn sẽ không thể là giỏi được. Vâng. Để rõ ràng hơn là thứ ra về các kỹ năng gọi là fundamental của một người lập trình chẳng hạn thì trong nhiều năm chẳng hạn các kỹ sư Việt Nam rất nhất người Việt Nam chẳng hạn thì rất là giỏi về trung bình tung là giỏi về toán, cho nên cái nền tảng về mặt phát triển phần mềm hay là phát triển nói chung là về ngành công nghệ thông tin chẳng hạn thì khá là tốt, có fundamental khá là tốt. Mọi người có thể thiếu một số kinh nghiệm trong một số domain nhất định. Tức là mình đánh giá rằng là trên chuyên môn về phát triển phần mềm thì Việt cái khoảng cách nó không quá lớn. Có thể ở các hệ thống mang tính đặc thù hoặc là các hệ thống có scale rất lớn chẳng hạn thì các kỹ sư Việt Nam chưa có nhiều cơ hội, nhưng mà cũng đã có những cái thành có những cái đội nhóm có thể đã làm việc đấy rồi. Lớn nhất của mình đấy là một là cái các cái domain của các kỹ sư Việt Nam còn chưa có nhiều, do các business của Việt Nam đang đa số đang ở trạng thái là ở truyền thống hoặc là mang đa dạng chuyển đổi số, nên là cái độ majority nó đang còn rất là nhỏ, nên mà cái việc các bạn kỹ sư có domain sâu là rất là hiếm. Vâng. Đấy. Còn quy trình phát triển phần mềm thì mình nghĩ rằng là có thể hoàn toàn có thể cân bằng. Vâng. Trong quá trình gọi là từ cái ngày đầu tiên mình bắt đầu đi khởi nghiệp cho đến ngày hôm nay thì có những câu chuyện hay những kỷ niệm nào mà anh muốn chia sẻ, có những khó khăn nào mà anh muốn chia sẻ không? Về cơ bản thì như mình nói thì mình dần dần nhận ra mình là một doanh nhân bất đắc dĩ, và một trong những cái mình dần dần nhận thấy rằng là cái gọi là con đường sự nghiệp của mình muốn trở thành một cái serial entrepreneur, mình nhận thấy rằng là hóa ra là trong mỗi một giai đoạn sự nghiệp của mình thì mình có những cái sự gọi là thay đổi. Là năm 16 tuổi mình làm một cái doanh nghiệp rất nhỏ có 3 bạn và làm một cái dự án về mặt forum, là một án rất là Vietnamese. Lần thứ hai khởi nghiệp của mình thì mình làm một nhóm rất nhỏ nhưng mà thị trường của mình là thị trường to hơn, thị trường toàn cầu. Lần thứ ba mình gọi là bắt đầu một cái sự nghiệp mới, mình bắt đầu một cái doanh nghiệp với quy mô đội ngũ rất là lớn, nó thật sự có tầm nhìn rất là to và thị trường Việt Nam. Đấy là cái mình nhận thấy hóa ra là một thế giới quan rất là rộng, và mình học được rất nhiều, học được cách trở thành một người quản lý, trở thành một người lãnh đạo cho một công ty lớn là sao, thoát khỏi một bóng là một cái doanh nghiệp vừa và nhỏ. Và với lần khởi nghiệp gọi là bắt đầu sự nghiệp lần thứ tư này thì mình mang khát vọng là làm sao để mình xây dựng một doanh nghiệp có tầm lớn và thật sự là và có khả năng mở rộng được, có khả năng trở thành một cái doanh nghiệp toàn cầu đúng nghĩa. Cái giấc mơ của mình, tại đấy mình cũng bảo là tại sao càng ngày càng khó lên ấy, thì giấc mơ của mình càng to lên. Cái sản phẩm tiếp theo của mình là nó không chỉ với mình, thì mình không còn muốn khởi nghiệp về ad như một người làm sản phẩm, mình muốn thực sự trở thành một khả năng xây dựng một cái công ty với cái khả năng mở rộng lên toàn cầu. Với mình thì công ty một cái tổ chức ấy, nó sẽ có 3 cái thị trường, là thị trường khách hàng, thị trường vốn và thị trường về nhân sự. Tức là tôi muốn làm về cộng tác với ai và như sao. Với một cái giai đoạn này sự nghiệp là mình muốn trở thành một doanh nghiệp toàn cầu đúng nghĩa. Tức là gì, nó có khách hàng toàn cầu, nó có những nhà đầu tư và những cái partner toàn cầu, có những đồng nghiệp toàn cầu. Thì đấy là cái giấc mơ mà ngoài cả những vấn đề về mặt thị trường ra, những cái vấn đề trước ra, mình có một cái mong muốn là mình thật sự trở thành một công ty toàn cầu. Thì đấy là cái mong mỏi mình
mình đang muốn thực hiện. Và đấy là cái nó việc là mình cảm thấy là càng ngày mọi thứ càng khó. Vâng. Vì cái càng ngày càng hiểu là mình muốn gì. Khi mình hiểu mình muốn gì rồi thì nó khó quá. Vâng. Thực ra khi nó càng ngày càng khó thì em lại hơi tò mò là anh có bao giờ anh cảm thấy nản không? Hay là cảm thấy là ui, giống như kiểu ngày có câu thơ là giấc mơ con đè nát của đứa con. Đôi khi giấc mơ nó lớn quá. Thì đấy chắc chắn là đến nản việc mình không biết ai thế nào, nhưng mà với mình thì việc nản chí trong một cái tôi không thể gồng lên suốt trong một hành trình được. Vâng. Tuy nhiên thì nhiều lúc mình cũng muốn là buông hết, nhưng mà mình luôn luôn có tin rằng là nếu mình thật sự hiểu là lý do mình sao mình bắt đầu thì đấy là cái thứ giúp cho mình thúc đẩy. Thì khi mà mình cảm thấy là cái ý chí của mình nó tuyệt vọng nhất. Thế thật sự, tại sao mình muốn làm việc này? Tại sao mình thật sự muốn làm việc này, và cái động lực gì để mình theo đuổi việc này? Mình có thật sự muốn theo cái đấy không? Thì cơ thể vấn đề khi mình đã clear ra được rồi ấy, thì mình nghĩ là cái khó khăn này mang tính là cục bộ thôi. Mình nghĩ là cũng rất may mắn mình sinh ra ở Việt Nam. Rất nhiều người đã bảo là những cái thứ mày thì mày thì nó nên mình sẽ sang Mỹ. Mình sang Mỹ, lên sang nơi để nó thực sự nó hiểu hơn. Nhưng mình thấy là thật sự may mắn là mình là một người ở Việt Nam. Ở Việt Nam thì thực sự có một cái rất hay, đầu tiên là Living Code Hub này. Mình có những đồng đội xung quanh và những cái người, một cái môi trường khởi nghiệp khá là dễ chịu. Và nó giúp cho mình là khi mình kết nối ra toàn cầu vào, anh có những giá trị độc đáo riêng, chứ mình không bị hòa nhập vào những cái gọi là trở thành một con người khá là tiêu chuẩn. Thế nên mình nghĩ là cái là cái điểm khác biệt với mình khi mà mình ra thị trường toàn cầu. Tức là mình thấy rằng là hóa ra thực ra cái Việt Nam có những lợi thế riêng, chứ nó không hẳn là khi ra thị trường như thế giới nhé, chứ không còn chỉ rằng là tôi phải ở những nơi này thì tôi mới phải bắt đầu mình hiểu hơn và mình có thể kết nối được hơn. Khi mình có những giá trị khác biệt, mình có thể kết nối với các cái thị trường đấy bằng cái giá trị khác biệt đấy, chứ không phải là mình giống họ. Đấy là điểm khác biệt. Và nhận thấy rằng là càng thấy đằng sau được nó vượt qua những cái khó khăn đấy. Vâng. Vừa nãy anh có nói nhắc đi nhắc lại với câu chuyện là mình phải hiểu tại sao mình lại muốn làm cái gì đó. Nhưng mà em chưa thấy anh chia sẻ thực chất tại sao anh lại muốn xây dựng một công ty toàn cầu. Đầu tiên thì nó rất thuần thôi là mình là con nghiện thì phải tăng cữ. Nên là nếu mà đi một cái nghiệp kia thì mình có thể sướng đâu. Thật ra nó đến từ bản thân mình thôi, là mình cuối cùng là nó là founder fit, thật sự là mình muốn. Muốn thì nó hợp lực mới gọi là giống như nhà đá kim, đúng không? Đầu tiên mình phải muốn đã thì nó mới vũ trụ mới hợp sức. Mới hợp sức được. Thật ra con điểm của mình là từ founder thôi, là thật sự mình là khát vọng. Thế đấy. Còn mình nghĩ rằng là, và với mình thì mình muốn thật sự giải quyết một vấn đề mang tính toàn cầu, và mình nhận thấy rằng là đó là một cái khát vọng mà đến từ sâu thẳm mình, là mình thật sự muốn giải vấn đề đấy, và là thật sự mình muốn, mình từ là một người doanh nhân chỉ phải fix một vấn đề của một nhóm người hoặc một con số chẳng hạn, thì đấy là cái trong tâm tâm mình nghĩ là mình có một cái tư duy doanh nhân, thì mình thật sự là mình đã đau đáu và mình muốn giải một vấn đề lần này, mình muốn giải một vấn đề mang tính toàn cầu. Các cái ý tưởng startup và các cái công ty của anh là nó sẽ đi theo những cái trào lưu hay là những cái dòng chảy của công nghệ, đúng không? Có thể nói như vậy không ạ? Ừ, thực ra thì mình nghĩ rằng là mình là một doanh nhân bất đắc dĩ nhiều hơn. Vâng. Tức là mình chưa bao giờ nghĩ cuộc đời mình sẽ bắt đầu với ngành này và mình được đào tạo thật sự để trở thành ngành này. Tất cả mọi thứ nó đến từ đầu tiên là đến từ việc là thực sự mình muốn giải quyết một cái vấn đề của một cái thời kỳ mà có một cái giai đoạn đấy. Tức là đầu tiên là thời kỳ đó, thời điểm ban đầu khi mình dùng internet chẳng hạn, thì mình biết là truy cập các thông tin về tôi, mình có một sở thích về chơi game. Thì việc truy cập thông tin và gặp gỡ các bạn bè và cùng sở thích với mình chẳng hạn, nó bị hạn chế, và đấy là những cái đam mê đầu tiên của mình, là tạo ra các forum để kết nối những cái người cùng sở thích với nhau. Và mình tạo ra các cộng đồng về game, về esports trên ở Việt Nam. Cũng là thời kỳ thứ hai chẳng hạn, là mình còn có cái struggle về những cái bắt đầu phải lo lắng hơn về mặt tiền bạc. Bắt đầu mình mà cảm thấy là mình muốn tạo ra một cái giải pháp để giúp cho mọi người quản lý tài chính dễ dàng hơn. Đó là cái tiền đề để tạo ra một ứng dụng maneuver. Và bây giờ mình đang theo đuổi một cái hành trình mới, làm sao để mình nhận thấy rằng là
cái xu hướng về mặt tiêu thụ nội dung trên internet mọi người càng ngày càng bùng nổ và có rất nhiều định dạng mới, content mới được tạo ra, và đó là lý do mình nghĩ rằng là phải có một giải pháp mới để mình lưu trữ thông tin và giúp cho mọi người capture được thông tin một cách hiệu quả hơn trên internet. Đấy là cái hành trình mới của mình, cái startup của mình tên là Shape.day. Như vậy là em có một cảm nhận là gần như là những cái sản phẩm của anh hay những cái hành trình của anh, những công ty của anh thì nó rất, tức là nó đều khởi phát từ những cái nhu cầu của chính cá nhân anh đúng không? Hay là những thứ mà anh cảm thấy là anh tìm cái nguồn cảm hứng từ đâu? Để nói chung thì mình nghĩ là bất là doanh nhân phải để có một cái khởi phát về một cái đức tin nào đó. Với mình thì mình luôn tin rằng là mọi startup sinh ra đều phải giải quyết một vấn đề của nỗi đau của một ai đó, của một tập hợp người nào đó trên thị trường. Và thường thì mình nghĩ rằng là mình là một người dùng internet, và mình thường là đầu tiên là lắng nghe mình, và mình có thể validate với cái thị trường xem là thực sự là cái vấn đề đấy thực sự như nào. Đấy là một quá trình mà trong một cái startup thì bọn mình luôn tìm để là lắng nghe khách hàng và là tìm hiểu sâu hơn cái nhu cầu của khách hàng. Em thấy anh Huy là một người mà rất là giàu ý tưởng, và có một thứ nữa mà em luôn nhận thấy đấy là anh thực thi ý tưởng rất nhanh và là rất thành thường thường là rất là nhanh và rất hiệu quả. Anh có quy trình nào cho hay là cách thức nào đấy để mà mình hình thành hoặc là mình biến các cái ý tưởng thành sản phẩm không? Thực ra ý tưởng thì rất là nhiều, mà ý tưởng nó là hữu dụng và ý tưởng phù hợp, đầu tiên là phù hợp với bản thân và phù hợp với đội ngũ và cũng như là phù hợp với thị trường nó mới hiếm. Tham gia với mình thì thực ra mà nói thì ý tưởng nó đến từ việc quan sát. Nếu mà đầu tiên là quan sát xung quanh mình, quan sát cái thế giới quan của mình là thế nào. Đó, dụ là mình cảm thấy rằng là về cơ bản thì xung quanh mình luôn có vấn đề, và vấn đề thẳng ra là mình vấn đề nào mình thực sự muốn giải, mình muốn tâm huyết để giải hay không. Tất cả vấn đề còn tồn tại trên đời này thì đều khó cả. Cái lớn nhất là mình phải có cảm hứng, mình phải có đội tập hợp được đội ngũ phù hợp để giải quyết vấn đề đó. Tham gia với mình thì mình nghĩ rằng là cái việc là tạo ra ý tưởng nó không quá khó nếu mà thực sự mình nhìn nhận rằng là mình là một người problem solver. Tức là mình nhận thấy là đâu là có người có khó khăn, có người đấy là những ý tưởng đó. Và thật sự lớn nhất ấy, mà challenge lớn nhất của mình trong quá trình khởi nghiệp luôn là ý tưởng phù hợp với rất nhiều tiêu chí. Là đầu tiên đấy, như mình luôn luôn là ra là ý tưởng đấy có thể mình có cảm hứng, mình có thật sự muốn giải quyết nó trong vòng 5 năm, 10 năm tới mình, nếu mà thanh xuân của mình hay không. Tại vì thường lớn nhất mình thấy là founder chán là startup chết, chứ chưa bao giờ một cái ý tưởng nào nó thật sự là vô nghĩa cả. Thường là founder không đủ kiên định. Hai rằng là cái thị trường này mình có giải quyết đúng cái vấn đề của thị trường hay chưa. Tức là ý tưởng cần bề nổi nhất nhiều, nhưng mà thật sự mình thật sự có hiểu sâu được là đằng sau đó cái vấn đề thực sự họ gặp là gì ấy. Để thực sự mình quan điểm của mình luôn luôn là nếu mình thực sự giải quyết một vấn đề của thị trường thì mình sẽ được reward. Nên là mình luôn tin, mình luôn tìm được cái vấn đề mà một là độ sâu của nó, vấn đề đấy nó thực sự painful, hay là có cái vấn đề đấy là một vấn đề mà rất nhiều người cùng bị. Thì đấy là những cái thường là trong quá trình mà của mình thì mình luôn luôn cố gắng để validate cái problem. Đấy, và cái động lực của mình luôn luôn vào thúc tim là làm thế nào đó thật sự là mình có những cái mình chia nhỏ ra. Tức là thực ra mà nói một trong những cách nhanh hơn là có thể chia nhỏ ra nên nó có đấy vậy, và mình có những cái cột mốc cực kỳ rõ ràng để tập hợp nguồn lực, không để những cái timeline nó quá xa hoặc là mục tiêu nó quá mơ hồ. Thì giúp cho việc là con đề đấy, con đề của mình luôn luôn là mục tiêu mà rõ, có cảm hứng, đúng không? Tập hợp những nguồn lực phù hợp thì mọi thứ nó sẽ rất là trôi và nhanh. Thì đấy là góc nhìn của mình. Vâng. Thì em tò mò một chút là hiện giờ thì cái đam mê hay là cái sở thích hay là cái sự chú tâm của anh nó đang được dồn vào lĩnh vực nào? Bởi vì em nghĩ anh là một người có rất nhiều ý tưởng như em nói đấy, và anh cũng có vẻ như là quan sát những thay đổi của xã hội, của thị trường rất là nhanh. Vậy thì hiện giờ có cái lĩnh vực nào hay một đặc điểm nào mà anh rất quan tâm và đang gọi là thử nghiệm? Mình là một người có hai thứ với mình, là một đầu tiên mình có background engineer, mình rất quan tâm về các cái làn sóng công nghệ mới. Đấy là cái đằng sau cho mình có một cái trái tim của một engineer, tức là mình luôn luôn rất có cảm hứng với các cái công nghệ mới. Và hiện tại mình với các mình nếu mà hỏi mình có một cái sở thích rất là từ rất xưa rồi, mình rất thích là
gọi là đọc. Mình đọc, mình có một cái năng lực để tiêu thụ nội dung khá là khủng khiếp. Mình đọc mọi thứ trên, trong từ bé rồi là đọc mọi thứ, mọi chủ đề mà mình có thể vớ được. Thì đấy là những cái gọi là cái đam mê của mình. Và nhận thấy rằng là trên thị trường ấy, ngày xưa việc mình có một cái chuyên môn thôi, một cái chuyên môn thôi, hay là một cái khối kiến thức nhất định thôi, là mọi người có thể sống được mà sống khá bình yên. Nhưng mình thấy rằng là càng ngày ấy, thì cái mọi thứ đều thay đổi. Không ai có thể sống bình yên bằng việc là sở những kiến thức mà học trong trường đại học hoặc là những năm đầu của sự nghiệp cả. Tất cả mọi thứ đều phải đều thay đổi, mọi nghề thay đổi, từ lập trình thay đổi, finance cũng thay đổi, các kiến thức nền về một số khoa học cũng thay đổi. Mình nhận thấy rằng là việc update thêm thông tin, update kiến thức càng ngày càng khó, và càng mình cần phải vừa mở rộng hơn, vừa phải sâu hơn, vừa phải mới hơn. Và bài toán mình đang giải ở đây là mình cảm thấy rằng là cái công nghệ của các làn sóng công nghệ mới này nó giúp cho việc là mình có thể tạo ra những trải nghiệm và những cái thứ để giúp cho người dùng vượt qua được giới hạn của bản thân, là họ tiêu thụ nội dung hiệu quả hơn, họ có thể capture được thông tin tốt hơn, họ có thể sử dụng thông tin một cách hiệu quả hơn. Thì đấy là bài toán mà mình theo đuổi trong giai đoạn này của sự nghiệp. Và anh ứng dụng những cái cốt lõi của cái bài toán đấy là anh ứng dụng công nghệ gì ạ? Hiện tại thì mình đang dùng các dùng generative AI cho việc là gọi là content understanding, tức là ngày trước chẳng hạn về content nó chỉ dùng AI chẳng hạn, nó chỉ dùng một mức rất là đông thôi chẳng hạn. Nhưng bây giờ với tiến bộ của việc AI, chúng ta hoàn toàn có thể hiểu sâu được các lớp nghĩa đằng sau của content. AI có thể hỗ trợ người dùng đặc biệt là hiểu sâu hơn về từng content, cũng như là giúp cho người dùng nắm bắt được cái thông tin của content và họ capture được ý nhanh hơn, họ tiêu thụ được nhiều content trong một thời điểm hơn, họ còn tiêu thụ đúng cái content mà họ cần hơn, họ tra cứu được tốt hơn. Thì đấy là những bài toán mà cái startup mới của mình đang xử lý. Vừa nãy anh có nhắc đến một việc là anh là một người có background engineer và khởi nghiệp. Thì em luôn nhận thấy là một người background về kỹ thuật thì khi khởi nghiệp thì họ có thể có những lợi thế, và họ ngược lại họ cũng có những cái nhược điểm. Thì từ cái trải nghiệm của anh nghĩ là những cái lợi thế của anh là gì, và anh có gặp phải khó khăn nào đấy vì cái background này không? Ưu điểm cũng có, nhiều điểm cũng có. Mình có người engineer thì họ rất là tập trung sâu vào một cái solution, họ quên mất là việc là phải kết nối với thế giới, kết nối với khách hàng, kết nối với những cái người để hợp lực lại. Thì đấy là những vấn đề mà thường một engineer họ sẽ quá focus vào một cái solution để họ giải, họ quên mất kết nối. Và ngược lại, một cái engineer chẳng hạn, họ có một cái tư duy về hệ thống rất là tốt, họ giúp cho giải những vấn đề khó, những vấn đề mang tính là nền tảng rất là phù hợp. Thì về bản thân chẳng hạn, trong những năm đầu của sự nghiệp, mình nhận thấy rằng là mình có thật sự có một vấn đề về mặt kết nối. Thì đấy là những thứ mà trong mọi quá trình trong mình có thể sự nghiệp tiếp theo của mình luôn luôn tìm cách để, một là tập hợp những nguồn lực, hai là xây dựng các cái đội ngũ làm sao và bản thân của mình để tự mình thật sự là một cái công ty mà mình kết nối được với khách hàng, kết nối được với các cái đồng đội xung quanh, kết nối các nguồn lực xung quanh, để thực sự là nó không phải là một câu chuyện của một cá nhân nữa mà nó lại là một tổ chức. Em thấy là anh là một người gọi là, tạm gọi là em có một cái keyword tạm gọi là tái khởi nghiệp đi, tức là cũng đã khởi nghiệp rồi làm công ty này rồi làm các cái project khác. Vậy thì trong cái hành trình gọi là tạm tái khởi nghiệp này thì không biết là các lần sau nó có dễ dần đi không, hay là lại mình lại có những cái bài học mới ạ? Cá nhân mình thì mỗi lần khởi nghiệp sau thì thường khó hơn. Khó hơn? Tại vì với mình thì môn startup này nó giống như một cái con nghiện ấy. Tức là mình sẽ không bao giờ hài lòng giải một bài toán mà nó bằng cái cỡ cái startup trước của mình. Mình luôn luôn tái khởi nghiệp, đặc biệt đơn giản mình tìm ra một idea và mình thật sự đặt một cái mong muốn với cái khát vọng to hơn lần trước. Dẫn tới rằng là nó luôn luôn khó hơn. Mình mong muốn là cái bài toán của mình được giải cho một cái khách hàng lớn hơn, mình giải quyết những vấn đề mang tính nền tảng sâu hơn. Mình muốn thật sự là có những cái tổ chức được thiết kế bài bản hơn chẳng hạn. Đều là những cái bài, những cái đề bài mới, và thậm chí là những cái ngộ ra trong quá trình mà những cái khởi nghiệp trước mình chưa kịp làm chẳng hạn, đều là nó gọi là những cái ước mơ để mình đè nén là cho cái tiếp theo. Khiến cho việc là mỗi lần khởi nghiệp với mình thì nó thực ra nó bài toán nó độ khó tăng cao hơn trước. Nó khá là thú vị, bởi vì thực ra em thấy là theo một cái cách tư duy thông thường thì mình sẽ nghĩ rằng tôi đã có kinh nghiệm làm việc này rồi, thì như vậy tôi làm thêm thì nó sẽ khác.
Nhưng có vẻ như câu chuyện khởi nghiệp thì nó sẽ hơi khác một tí, là bởi vì mình đang giải quyết một bài toán mà thực chất nó cũng không có lời giải sẵn. Đúng rồi, tức là thường thì lý do mà khởi nghiệp thì có nhiều nghĩa, nhưng mà thường với mình thì khởi nghiệp thì nó là starting một thứ gì mới, nó phải đủ mới cho một cái nghĩa nào đó. Từ cái việc mới đấy nó tạo ra có thể là một vấn đề mới hoặc là một cách giải mới cho một vấn đề cũ. Thì từ đấy nó mới tạo ra động lực để tăng trưởng là startup, là grow. Tức là vì nó có một cách giải mới bằng vấn đề mới hoặc là cách giải mới hoặc là mô hình kinh doanh mới, thì nó tạo ra một lợi thế cạnh tranh để giúp cho việc công ty tăng trưởng. Đâm ra thì startup thì luôn đối mặt với một cái gì đó là mới. Em nghĩ đến một câu trả lời rất truyền cảm hứng. Anh có nhận ra anh là một người rất truyền cảm hứng đối với đội ngũ của anh, hoặc là mọi người có bao giờ nói anh là anh là một người, mặc dù là có thể là cái cách mình thể hiện ra này hoặc là cách mình chia sẻ nó cũng từ tốn điềm đạm và nó cũng không quá là gọi là có gì đó gọi là em tạm gọi là hơi đau to bố lớn, nhưng mà có một gì đó rất truyền cảm hứng. Có ai nói với anh như thế chưa? Thực ra thì ở văn phòng mình chắc hơi khác một tí, thì mình nói khá là to và và anh em thì luôn là rất là mệt mỏi và đau đầu. Mình nghĩ rằng là mình có một cái cái file nào đó, thì mình nghĩ là mình tập hợp với những cái người thật sự có chung một cái khát vọng đấy. Mình nghĩ là đấy là một cái điểm mà mình rất là tự hào, và mình luôn luôn tìm được tập hợp với những cái người mà có chung cái khát vọng, và họ luôn luôn có thể muốn làm những thứ mà vượt qua những cái thứ họ có. Họ không, và tập và những người đấy đó, họ chấp nhận bỏ qua những cái thứ gọi là ổn định để thật sự họ làm những thứ mà vượt qua năng lực của mình. Thì đấy là những thứ mà mình nghĩ là một là may mắn, hoặc là mình có cơ hội để tập hợp những người đấy. Đó là đội ngũ của mình thường làm. Vâng, em cũng hay nói với đội ngũ của em là có một điều may mắn là anh em làm việc được với nhau, vì anh em làm việc với nhau thì anh em có thể làm được những thứ gọi là, em hay gọi là larger than ourselves, tức là lớn hơn chính bản thân mình. Em nghĩ là cái đấy nó cũng sẽ tương đối giống với câu chuyện của anh, hoặc là cái ý mà anh vừa mới chia sẻ. Thì với đội ngũ của mình ấy, anh có, tức là mình dù sao vì mình là người lãnh đạo đúng không, thì mình cũng phải trong trường hợp của em chẳng hạn, em cũng sẽ nghĩ là mình cũng sẽ phải có trách nhiệm với anh em, cũng phải cố gắng giúp cho anh em đạt được cái này cái kia vân vân. Thì trong trường hợp của anh có những suy nghĩ như vậy không ạ? Và cái mong muốn của anh cho đội ngũ của mình là gì? Ngày xưa ấy, thì mình luôn luôn nghĩ rằng là mình phải protect mọi người, mình phải lo cho họ là làm sao để họ có cuộc sống tốt hơn. Dần dần mình trưởng thành hơn, mình bắt đầu có những cái nhận định khác. Cái quan điểm của mình là mình luôn là mình giúp cho họ là làm sao để họ trở thành những phiên bản tốt hơn của họ, chứ không phải là việc protect họ. Quan điểm của mình là mình luôn cho họ là làm những việc mà họ không thể ở đâu đó mà họ có thể làm, và họ phải trưởng thành nhanh hơn. Mình build ra cái môi trường thúc đẩy họ để họ trở thành những người có khả năng tăng trưởng nhanh hơn trung bình của thị trường. Đây là những cái quan điểm của mình về nó xây dựng tổ chức. Đây là nơi hiện tại startup tôi tập hợp những cái người mà thật sự là họ muốn grow về bản thân. Cái môi trường của tôi không phải môi trường ăn nhà. Tôi không cần phải có thích các bạn gì, tôi muốn các bạn thật sự là cái môi trường này giúp cho bạn để có thể phát huy hết tố chất của bản thân, trở thành những con người mà cực kỳ vượt trội, chứ không phải là một môi trường là giúp cho bạn để phụ trách bạn. Tôi giúp cho bạn để unlock ra những cái thứ mà bạn chưa từng biết là bạn có thể làm được. Thì đây là góc nhìn mới của mình về mặt nhân sự. Vâng, em có một câu hỏi cuối cùng. Đó là nếu mà ví dụ bây giờ có một lời khuyên cho chính bản thân mình từ ngày đầu tiên khi làm khởi nghiệp đấy, thì lời khuyên của anh là gì? Nếu mà gửi lại lời cho bạn ngày xưa ấy, thì mình luôn tin rằng là mình phải tin vào bản thân nhiều hơn. Và một trong những cái mình thấy là giới hạn của bản thân ngày xưa ấy, là mình luôn luôn tự ti vào bản thân mình, khiến cho việc là mình không thật sự có thể phát huy hết những cái năng lực, và đấy cả mình rất bị áp lực xung quanh việc xung quanh của mình nói về mình chẳng hạn. Và nhận thấy rằng là trong quá trình làm, chúng ta nhận thấy rằng là phải thật sự là luôn tin vào bản thân mình, mà mình hoàn toàn mình có thể làm tốt hơn. Đây là góc nhìn của mình, tức là thực sự mình không bị giới hạn như thế đâu, mà mình hoàn toàn có thể luôn làm tốt hơn. Và cái giới hạn thứ nhất về là thì là một cái tâm trí của mình thôi, mình nghĩ rằng là mình không làm được.
Thì đấy là cái mà mình nhận thấy là đến cái 5 tháng khi mà mình còn trẻ, mình rất dễ bị ảnh hưởng bởi xung quanh. Mọi người xung quanh mình bảo cái này là làm gì, cái này tại sao mày phải làm thế này, hay là không ổn đâu. Trong khi thực ra về sau khi mình trưởng thành hơn, mình thấy là đấy chỉ là những cái giới hạn mà người đặt ra thôi, không phải là giới hạn của bản thân mà giới hạn mà mình có. Và hai là hiểu hơn về vai trò đội nhóm. Khi mà ở tuổi trẻ thì mình có xu hướng là trở thành một siêu nhân, và dần dần mình lớn hơn thì mình luôn luôn tin rằng là không ai có thể làm tất cả mọi thứ được. Vai trò của người đứng đầu là tập hợp nguồn lực để thật sự giải quyết, và thật sự là tập hợp nguồn lực và truyền cảm hứng cho một tổ chức để thật sự là giải quyết vấn đề. Và càng ngày thì vấn đề nó sẽ càng lớn, một cái con thuyền mà càng trôi và đi thì nó sẽ càng có sóng to hơn thôi. Để làm thế nào để mình tạo ra được môi trường để thúc đẩy mọi người cùng đồng hành với mình và cùng muốn vượt qua những cái khó khăn đấy, chứ không phải là vai trò của một siêu nhân. Anh thì anh nghĩ là điểm khác biệt lớn nhất của cái bạn Huy khi năm 16 tuổi đó là anh nghĩ là anh tự tin về bản thân anh hơn. Dù có khó khăn thế nào thì anh nghĩ anh vẫn tự tin. Hai rằng là anh trở thành một người tin vào đội nhóm hơn. Anh muốn nói chuyện với con người nhiều hơn là với người mình. Thì đấy là điểm khác biệt với anh năm 16 và năm anh 33 tuổi. X đôi số tuổi. Vâng, đấy là một những bài học của cả một hành trình mình khởi nghiệp, và mình cũng trải nghiệm qua rất nhiều thứ. Em nghĩ rằng nó là cái quá trình mình khởi nghiệp và mình học được những cái bài học đấy. Nó giống như là em có một người bạn, có một cái so sánh em cảm thấy rất là thú vị. Tức là một người mà khởi nghiệp chẳng hạn thì giống như người ta đã dồn mấy chục năm đi làm một thứ vào. Tức là cái áp lực của có thể là bao nhiêu năm đi làm vào một khoảng thời gian rất là ngắn. Tất nhiên người ta có thể thành công hoặc người ta thất bại, nhưng mà những bài học người ta học được có thể cũng sẽ rất là sâu sắc, và có một cái gì đấy chắc là cũng sẽ giúp cho người ta trong cuộc sống. Thì em tin chắc là với những cái lời khuyên của anh Huy thì anh đã có những bài học cực kỳ xương máu và cực kỳ sâu sắc từ hành trình khởi nghiệp của mình. Em cũng rất là cảm ơn anh vì đã dành thời gian ngày hôm nay để đến đây nói chuyện với em trong cái podcast Behind the Scene này, giữa hợp tác giữa Spy Room và Aristino. Em cũng hy vọng là trong tương lai có thể là anh em mình sẽ có nhiều cơ hội hơn để ngồi với nhau. Thay cho lời cuối thì em một lần nữa em rất là muốn cảm ơn anh, và hy vọng là mình sẽ có thể đồng hành với nhau trong nhiều dự án khác hay nhiều cơ hội khác trong tương lai. Cảm ơn Việt Anh, cảm ơn Spy Room.